gạch Best Thai, Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng mái ấm gia đình Việt. Ước mơ của chị là gì? Ước mơ của em, của tôi là tôi muốn con tôi học lên có cái nghề, đặng có việc ổn định, đặng sau này có tiền, đặng nó chữa mắt cho nó hoàn thiện như các như bao đứa trẻ khác. Nhiều lúc con nghĩ là do má của con mà cũng gia đình con cũng không được khá, đó cũng là cái lý do mà mẹ để rồi con. Con có biết không, mỗi người á sẽ có những cái điều đặc biệt của riêng mình, và con đừng bao giờ cảm thấy tự ti về bất kỳ điều gì hết. Con là ngôi sao sáng nhất của mẹ và bà của con, và con cũng là ngôi sao sáng nhất trong lòng của cô Vân. Nên dù con có thế nào đi chăng nữa thì con cũng rất là xinh đẹp ha. Và cô Vân lúc nào cũng mong rằng con sẽ luôn có một cái trái tim lúc nào cũng yêu thương, lúc nào cũng tỏa sáng theo cái cách riêng của con hết nha. Bác sĩ nói là sẽ chữa được hả chị hả? Bác sĩ nói là gắn mắt giả, nếu mà ai mà hiến được mắt cho bé thì bé thấy. Rồi, chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện ước mơ đó của chị. 50-60 triệu, đảm bảo với chị là chị có, sẽ có số tiền nhiều hơn 50-60 triệu luôn. Được chưa? Em muốn góp một phần để hỗ trợ 50 triệu để cho bé phẫu thuật mắt. Chú Trương Đình Hoàng, 50 triệu cho Tuyên. Phải là nó mới bé bị chân thị, hồi xưa đã được laser bổng mạc rồi. Còn mắt trái hiện nay chúng ta nhìn thấy mắt bé nó bị teo nhãn làm cho mắt nó bị lõm xuống đó. Đó, các cấu trúc bên trong của mắt nó bị teo và màu sắc cũng không như bình thường nữa. Khám sơ bộ qua thì mắt bên phải bé là bị rung dịch điện cầu. Lát nữa bác sĩ nói giải kiểm tra cái bóng mặt của bé là bóng mặt sinh non như thế nào. Còn mắt bên trái của bé bị teo nhãn đó. Teo nhãn là mình sẽ không có cứu được nữa. Mắt bên trái của bé sẽ tiến hành phẫu thuật để làm mắt giả về thẩm mỹ thôi. Để chức năng thẩm mỹ là có con mắt ở đó. Nhưng mà về mặt chức năng về thì là bị không có nhé. Bé là sinh bao nhiêu tuần? Dạ, 32 tuần. Vì là bé sinh non 32 tuần nên hồi đó là bóng mạc là gì? Bóng mạc là cái thành phần thần kinh bên trong của mắt của chúng ta đây nè. Lúc mới sinh ra 32 tuần thì bóng mạc nó chưa phát triển trưởng thành được. Nên bây giờ một bé bị bóng mạc sinh non đã được điều trị năm 2009 rồi. Mắt phải được laser bóng mạc để tránh trường hợp bị bong. Rồi còn cái mắt trái của bé nó bây giờ bị teo rồi. Hiện tại bây giờ bé thứ nhất là mắt bên phải của bé thì mình cứ đeo kính,
mắt của bé sẽ không có chỉ định được mổ cận đâu, tại vì bé chỉ còn một mắt, bác sĩ gọi là mắt độc nhất. Mắt độc nhất thì sẽ không mổ cận được. Còn mắt bên trái của bé bây giờ bé bị teo nhãn, mất chức năng về mất chức năng, mất thì mất về thẩm mỹ luôn. Thì chúng ta sẽ phẫu thuật lắp giả cho bé để bé có cái thẩm mỹ của đôi mắt đẹp, chứ không phải lắp vô để bé thấy được. Thì tiến trình mổ mắt trái như sau: mắt trái của bé sẽ được cắt bỏ đường nhãn và cắt bỏ thành phần bên trong, sau đó người ta sẽ lắp một viên bi vào đây lại, đó rồi sẽ lắp cái mắt giả phía trước này cho bé để bé có cái hình dạng đôi mắt bình thường. Gạch Lestay Fashion Home hân hạnh đồng hành cùng máy ấm gia đình Việt.